Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 330: Tính sổ. Lâm phu nhân sực tỉnh, bà bị chuyện của Thôi Vị quấy nhiễu dòng suy nghĩ nên mới chợt nhớ tới những điều ấy. Đúng là Ngụy Tam gia đã từng có hành động không phải phép với Châu Châu, nhưng khi ấy đầu óc Ngụy Tam gia không được tỉnh táo, sau này thì mọi việc đều quy củ cả, nhất là dạo gần đây cũng không đến nhà hỏi thăm Châu Châu, chuyện này cũng nên bỏ qua thôi. Phu nhân, người đừng lo lắng, Dương Mama khẽ giọng đáp, hầu gia sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Lâm phu nhân gật đầu, bà không lo lắng những chuyện này, bà chỉ là đang cảm thán. Châu Châu càng ngày càng khỏe lên, cõi lòng của bà cũng dần thay đổi theo. Việc Thôi Vị đến xin cưới ngày hôm nay càng khiến bà nhìn rõ ràng hơn. Nghe Thôi Vị nói những lời đó, thoạt tiên bà cảm thấy kinh ngạc, nhưng tiếp theo bà lại cảm thấy Thôi Vị không xứng với Châu Châu, chứ không phải là Châu Châu có tật bẩm sinh không thể gả cho người ta. Nếu bà nói suy nghĩ này ra, khả năng cao sẽ bị người khác mắng là không biết tốt xấu, quá kiêu căng ngạo mạn. Trong mắt người khác, những cô gái như Châu Châu có người chịu cưới thì nên vui mừng đồng ý sớm đi thôi, làm gì có chuyện kén cá chọn canh như vậy. Và lại, Thôi Vị còn là người có công danh, quen biết với nhà bà từ bé, đôi bên cũng khá hiểu nhau, đã là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi. Lâm phu nhân nhìn Châu Châu đang nghiêm túc dọn dẹp hòm thuốc, đôi mắt của bà trong veo. Mặc dù trước đây bà không hiểu rõ được suy nghĩ của trưởng tỷ, nhưng trải qua vụ án Sơn Tây, bà không thể nào không hiểu việc trưởng tỷ muốn cưới Châu Châu vì nhắm vào việc nhân số của nhà họ Cố ít ỏi. Bà và hầu gia yêu chiều Châu Châu, đợi sau khi Châu Châu được gả đi rồi, trưởng tỷ có thể lợi dụng Châu Châu để giam chân phủ Hoài Viễn Hầu. Chỉ dựa vào điểm này thôi, bà đã không chấp nhận rồi. Mẹ! Cố Minh Châu nhìn Lâm phu nhân, không biết đến khi nào mưa mới ngừng. Lâm phu nhân nghe con gái nói, con muốn đến An Tế Viện xem sao. Cố Minh Châu ôm lấy hòm thuốc, ngón tay khẽ vuốt chiếc hòm. Lâm phu nhân định từ chối theo bản năng, bên ngoài trời vẫn đang mưa nặng hạt, làm sao có thể đi khỏi nhà được. Thế nhưng chẳng mấy chốc bà nghĩ đến việc bản thân thường xuyên cầu xin ông trời phù hộ, giúp đỡ cho bệnh tình của Châu Châu. Châu Châu khỏe lên rồi còn được Mạc chân nhân nhận làm đồ đệ, rõ ràng những chuyện này đều là ý trời. Lâm phu nhân dịu dàng hỏi lại, mẹ để con đi, nhưng mà bây giờ trời đang mưa, đường trơn trượt khó đi, hay là để người hầu trong nhà đi trước xem thế nào, rồi đợi trời hửng nắng mới đưa con sang đó sao, có được không? Cố Minh Châu còn chưa nói gì. Để ta đưa Châu Châu đi. Giọng nói của Cố Sùng Nghĩa vang lên bên ngoài cửa. Cho người đi chuẩn bị đi, chúng ta đi mau về mau. Cố Sùng Nghĩa nhìn gương mặt vui mừng của con gái, Châu Châu có việc mà bản thân muốn làm, và lại còn làm việc tốt với thiện chí giúp đỡ mọi người. Đương nhiên, ông phải cố gắng giúp đỡ Châu Châu thực hiện. Cố Sùng Nghĩa đội nón đi mưa lên, mặc thêm áo tơi, đỡ con gái lên xe ngựa, một hàng người rời khỏi phủ Hoài Viễn Hầu. Cách nhà họ Cố không xa, Trương Đồng nhỏ giọng bẩm báo, khi nãy vào viện tử nghe ngóng thông tin, trong thư phòng Thôi Vị đột nhiên xin Hoài Viễn Hầu cho hỏi cưới Cố đại tiểu thư về làm vợ. Nói tới đây, lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu Trương Đồng. Thôi Vị mà cũng dám tranh giành với Tam gia, đúng là chán sống nên tự tìm đường chết mà. Ngụy Nguyên Kham híp mắt, lúc rời khỏi nhà họ Cố, hắn nhìn thấy Thôi Vị đội mưa chạy tới. Mưa đang rơi nặng hạt mà còn nóng lòng vội vã chạy tới nhà họ Cố thì chắc chắn là có ý đồ gì đó. Trương Đồng cảm nhận được mưa đêm càng lạnh hơn. May mà Hoài Viễn Hầu không cho phép, nếu không e là đêm nay có người phải xuống suối vàng rồi. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói, theo dõi hắn. Khi xưa Thôi Vị bắn chết như quân trong đại lao, bây giờ lại muốn lợi dụng Châu Châu. Thôi Vị thấy bệnh tình của Châu Châu có chuyển biến tốt nên nóng lòng ra tay, hay là sau khi gặp thất bại thì vội vã cứu vãn thế cục. Cho dù là lý do nào thì cũng đã đến lúc hắn nên tính sổ với Thôi Vị rồi. Cơn mưa trút xuống liên tục, giống như thể muốn cọ rửa sạch sẽ cả kinh thành. Bên trong Tế An Viện, Bảo Nhi loáng thoáng nghe thấy trong phòng có tiếng mài thuốc, chiếc chày giã mạnh vào cối thuốc. Một lát sau âm thanh ấy im bặt, Bảo Nhi lại nặng nề chìm vào cơn mộng mị. Lúc cậu bé tỉnh lại lần nữa là bị cơn ác mộng dọa sợ. Cậu bé mơ thấy một con sói từ trong bóng tối nhảy ra cắn lấy chân mình. Cậu bé lập tức hoảng sợ thét lên thất thanh. Bảo Nhi mở to mắt, phát hiện chẳng có con sói nào cả. Bên trong phòng thắp vài ngọn đèn, cha ở bên cạnh siết chặt tay cậu. Bảo Nhi, không sao nữa rồi. Tiêu Trọng an ủi, khi nãy Cố đại tiểu thư giúp con thay thuốc. Cố đại tiểu thư là đồ đệ của Mạc chân nhân, được Mạc chân nhân chỉ dạy y thuật, con sẽ khỏe lại nhanh thôi.
đau. Sau khi tỉnh dậy, Bảo Nhi làm nũng với cha. Tiêu Trọng đau lòng nắm lấy bàn tay của con trai. Mạc Chân Nhân nói rồi, chỉ cần khỏi bệnh nhiệt là con sẽ khỏe thôi. Trước khi đi, Mạc Chân Nhân còn đặc biệt dặn dò, vết thương của Bảo Nhi lở loét không thể khâu lại hoàn toàn được, hai ngày tới đau đớn là điều khó tránh, nhưng khỏi bệnh nhiệt rồi sẽ không cần lo lắng về tính mạng nữa. Nói xong, Tiêu Trọng quay đầu hành lễ với Cố đại tiểu thư. Đà tạ đại tiểu thư, trời mưa to như thế mà còn lo lắng cho Bảo Nhi. Cố Minh Châu chỉ vào nước mưa rơi từ trên đỉnh đầu xuống. Ban ngày nàng đã nhìn thấy những căn phòng trong An Tế Viện đang đứng sửa chữa phần mái. Đêm nay mưa chút quá to, những căn phòng chưa được sửa chữa xong chắc chắn sẽ không chống chọi nổi với cơn mưa như chút nước này. Hơn nữa, nàng còn nghe nói chỉ cần An Tế Viện có chuyện, nhà họ Đàm sẽ có người đến giúp đỡ. Trận mưa thu đầu tiên của kinh thành, chẳng biết nhà họ Đàm có cho người đến hay không. Đàm Tam gia bước vào An Tế Viện với hai bàn chân dẫm đầy bùn. Vốn dĩ thời tiết đang đẹp, đột nhiên trời lại đổ mưa to không ngớt. Y vội vàng mặc áo quần rồi chạy ngay sang, theo người đến đây phối hợp giúp đỡ. Chạy cả đường nên quần áo trên người ướt sũng, chạy liên tục mới xem như đuổi kịp thúc phụ. Thúc phụ! Đàm Tam gia cầm chiếc dù bước lên trước. Khẩm Thiên Giám còn bảo dạo gần đây kinh thành sẽ không có mưa to. Đàm Định Phương ngước mắt nhìn mấy căn phòng lụp sụp bên trong An Tế Viện. Mấy căn phòng ở đây còn chưa được gia cố, hỏi quản gia trong viện xem có đưa người ra ngoài hay không. Đàm Tam gia vâng dạ. Vâng, cháu đi hỏi ngay. Đàm Định Phương nói, còn có cả lương thực trong viện nữa, nhất định không được để bị ẩm. Đàm Tam gia gật đầu, kho chứa gạo trong viện đã được gia cố vào mùa hè, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thúc phụ quá cẩn thận, sợ sẽ xảy ra sai sót, nhất định phải đích thân đến xem mới có thể yên tâm. Đàm Tam gia tìm quản gia trong viện. Đàm Định Phương dặn dò mama quản sự, ông dẫn theo. Hậu viện còn có một số nữ quyến, người cho người qua đó giúp đỡ bọn họ đi, nhất là những người lớn tuổi, cơ thể tàn tật đi lại không tiện. Lão gia cứ yên tâm, chúng nô tỳ đều hiểu rõ. Thường xuyên đến đây nên bọn họ rất thông thuộc những việc này, cũng nhờ lão gia có tấm lòng lương thiện, nếu không mỗi năm An Tế Viện đều sẽ có rất nhiều người chết. Nhìn thấy những người được đưa đến, ai đều làm việc nấy, Đàm Định Phương thở phào nhẹ nhõm, cũng bước vào trong An Tế Viện theo bọn họ. Có điều vừa bước vào cổng viện tử, ông đã cảm nhận được sự khác thường. Dường như trong An Tế Viện có thêm một số người, những người này đang giúp đỡ sửa chữa phần mái nhà. Với sự thân quen của ông đối với nơi này, chỉ cần có chuyện lạ là ông sẽ có thể cảm nhận được ngay. Đàm Định Phương lướt mắt qua mái nhà, sau đó tập trung vào một bóng người. Người đó đầu đội nón đi mưa, mặc áo tơi. Sau khi nhìn thấy ông, người đó yên lặng ngồi xổm tại chỗ, trông giống như một con khỉ lớn. Đàm Định Phương lập tức giơ cao chiếc đèn lồng trong tay lên dọi sang, quạt hỏi, ai đang ở đó? Chương 331, Lão Hồ Ly. Đàm Thượng Thư. Âm thanh quen thuộc khiến Đàm Định Phương lập tức nở nụ cười, nhìn ra con khỉ lớn kia là Hoài Viễn Hầu Cố Dùng Nghĩa. Thượng thư đại nhân cũng đến rồi. Cố Dùng Nghĩa đứng dậy chậm rãi bò xuống cầu thang, sải bước nhanh đến trước mặt Đàm Định Phương. Đàm Định Phương nhìn Cố Dùng Nghĩa, thì ra là Cố Hầu đến giúp đỡ An Tế Viện. Cố Dùng Nghĩa đáp, ban ngày tiểu nữ cùng Mạc Chân Nhân đến An Tế Viện xem bệnh, nhìn thấy trời đổ mưa to. Tiểu nữ nhớ mong đến việc thay thuốc cho bệnh nhân, nên ta đi cùng con gái đến đây. Nhìn thấy phòng ở An Tế Viện bị dột mưa, bèn đưa người tới giúp đỡ che chắn mái nhà. Đàm đại nhân cố ý đến đây để giúp đỡ cho An Tế Viện đúng không? Đàm Định Phương đáp, nếu biết trước có Cố Hầu ở đây thì ta không cần phải bôn ba một chuyến rồi. Cố Dù Nghĩa cảm thán, hay An Tế Viện lớn thế này, thường ngày đại nhân trông coi cũng rất vất vả, ta làm không theo trình tự nào nên vẫn phải nhờ đại nhân chủ trì đại cục. Trời mưa to, hai người không tiện nói nhiều, ai nấy tự làm việc của mình trước, tạm thời bố trí ổn thỏa cho người trong An Tế Viện xong, bấy giờ mới vào nơi ở của quản gia An Tế Viện để nghỉ ngơi tạm. Các đại nhân, mau thay quần áo ướt ra hong lửa đi. Trong phòng có đốt một chậu than, quản gia tìm hai bộ quần áo sạch sẽ tới. Không cần phiền phức đâu, Đàm Định Phương đáp, thay áo bên ngoài ra là áo bên trong cũng đã ướt sũng không làm gì được nữa rồi. Ta và Cố Hầu đều là người luyện võ, ướt tí mưa không sao cả, người xuống dưới làm việc đi. Quản gia An Tế Viện vâng dạ rồi mới lui ra. Đàm Định Phương nhặt cây gậy gỗ bên cạnh lên, khều khều than trong chậu, sau đó ngước mắt nhìn Cố Sủng Nghĩa.
Tâm trạng của Cố Hầu tốt lên nhiều rồi, không giống như lần trước phải gánh vụ án ngựa chiến trên vai, bị ta hỏi hai ba câu đã cau có mặt mày. Người ta thường nói đàn ông không dễ rơi nước mắt. Khoảng thời gian đó, nước mắt của Cố Dụ Nghĩa giống như cái vòi nước vậy. Từ Nha Môn chạy tới tận phủ thượng thư, Đàm Định Phương đã tận mắt thấy ít nhất hai lần. Gương mặt Cố Dụ Nghĩa tràn ngập ý cười không hề ngại ngùng. Lúc đó phu nhân và con gái đều ở phủ Thái Nguyên, trong lòng là thật sự lo lắng. Bây giờ cả nhà được đoàn tụ, ta cũng yên tâm rồi. Mọi người đều cho rằng trong đầu Hoài Viễn Hầu chỉ có hai chuyện, một là vợ con, hai là vại sâu trong phủ của ông ấy. Nhưng trên thực tế thì chưa hẳn là như vậy. Đàm Định Phương nhìn Cố Dụ Nghĩa, nếu như không có Cố Hầu, triều đình cũng sẽ không điều tra ra Lâm Tự Chân. Bây giờ Cố Hầu nhậm chức trong ngũ quân đô đốc phủ, sau này còn phải bận lòng lo nghĩ cho quân vụ của Đại Chu nhiều hơn. Bắc Cương xảy ra loạn lạc, tầm huyết 5-6 năm như công dã tràng xe cát. Vốn dĩ triều đình còn có ý muốn đầu tư thêm binh mã ở phía Tây Nam, bây giờ lại phải dùng số quân tư này cho Bắc Cương. Vương triều Đông Dụ ở phía Tây Nam bành trướng khắp nơi. Được biết chúng ta dùng binh ở Bắc Cương, bọn chúng sẽ dục dịch ngóc đầu dậy. Đúng là thời buổi rối ren thật. Ngọn đèn soi rọi sự lo lắng giữa hai hàng lông mày của Đàm Định Phương. Cố Dụ Nghĩa không hề tiếp lời. Yên lặng một hồi lâu, Đàm Định Phương ngước mắt lên. Cố Hầu cũng là con cháu của danh tướng, sao có thể đảm nhiệm những chức vụ nhàn nhã trong triều đình mãi được? Sớm muộn gì cũng phải ra ngoài quân doanh, dẫn binh chinh chiến thôi. Triều đình đang được dịp cần dùng người. Nếu Cố Hầu có suy tính như vậy, ta sẽ tiến cử ông trước mặt Hoàng thượng, cho Cố Hầu đi đến Thuận Ninh. Hey, xin đại nhân chớ đùa. Cố Dụ Nghĩa biến sắc. Ta nào có bản lĩnh ấy. Đâu phải ông không biết lần hành động ở Tây Bắc, ta dẫn binh đi lạc đường, xông vào trong doanh trướng của quân địch. May mà chó ngáp phải rồi bắt được đứa con trai thứ năm của đại hãn bộ lạc Đoá Khoát Lạc Dịch. Nhờ đó mới giữ được tính mạng. Lần đó hoảng sợ khiến ta bệnh liền nửa tháng. Lúc về kinh ốm yếu đến mức không còn hình người. Ông chẳng cho người mang thuốc sang biếu ta đấy còn gì. Đàm Định Phương đáp. Nếu không nhờ đội quân thần kỳ của ông thì triều đình cũng sẽ không thắng trận chiến đó nhanh như thế đâu. Đó là do Đoá Khoát Lạc Dịch đã muốn giải hòa từ trước, cũng đâu phải công lao của ta. Cố Dụ Nghĩa liên tục xua tay. Ta còn nổi danh là chưa chiến đấu đã giành chiến thắng mà. Đàm Định Phương nhìn Cố Dụ Nghĩa, ánh đèn lập lòe soi rọi gương mặt của ông lúc sáng lúc mờ. Một hồi lâu sau ông mới thở dài, hiển nhiên là hơi thất vọng. Ai, Hoàng thượng trị tội vài huân quý là thật, nhưng vẫn luôn giao phó trách nhiệm quan trọng cho những người như Định Ninh Hầu. Lần này Định Ninh Hầu quật mộ ở Sơn Âm, Lâm Tự Chân lại là cữu cữu của hắn, Hoàng thượng cũng chỉ phạt bổng lộc. Đại trượng phu vì nước vì dân, có những chuyện vẫn phải làm. Nếu quan viên triều đình ai nấy chỉ lo tự bảo vệ bản thân thì người chịu khổ chỉ có lê dân bách tính mà thôi. Hoài Viễn Hầu cũng nên ngẫm nghĩ những chuyện này. Ây ây ây, Đàm đại nhân thật sự đánh giá ta quá cao rồi. Cố Dụ Nghĩa giống như con mèo bị người ta xách cổ ép đi bắt chuột, liên tục lùi ra sau như thể con chuột đó biết ăn thịt người vậy. Đàm Định Phương khen ngợi ông cũng chẳng dám nhận. Hai người đang trò chuyện thì Đàm Tam Gia đi tới bẩm báo tình hình bên ngoài. Đàm Tam Gia lập tức khom người hành lễ. Hầu gia. Cố Dụ Nghĩa nhớ tới buổi nói chuyện giữa Hẻm Hoa Sen và phu nhân, vì vậy bèn im lặng ngắm nghía đánh giá Đàm Tam Gia một lượt. Đàm Tam Gia đường hoàng đĩnh đạc, trước mặt người khác kính cẩn lễ phép, chẳng trách Hẻm Hoa Sen lại vội vã như vậy. Kể từ lúc bước vào phòng, Đàm Tam Gia luôn cúi đầu đứng một bên, như thể không dám nhìn thẳng vào ông, có lẽ là đã biết rõ chuyện của Minh Uyển. Theo lý thì y nên nhân cơ hội này để nhắc tới chuyện hôn sự mới đúng. Nếu như nhà họ Đàm có ý thì mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Song Cố Dụ Nghĩa lại là một người cẩn thận, hoàn toàn không nóng lòng lên tiếng mà chỉ chuẩn bị cáo từ đi xem Châu Châu. Cố Dụ Nghĩa vừa đứng dậy, đúng lúc quản gia trong viện bước vào bẩm báo. Đàm đại nhân, Hoài Viễn Hầu gia, trong viện có người chết rồi. Lát nữa trời sáng thuộc hạ sẽ đến nhà môn báo cáo. Nghe đến mấy chữ người chết, Cố Dụ Nghĩa liền cau mày. Quản gia tiếp tục nói. Còn là do Cố đại tiểu thư phát hiện ra nữa, ở trong viện của bên nữ quyến, có vẻ không phải là bị bệnh, mà là nghĩ quẩn tự sát. Trong an tế viện, tự sát là chuyện thường gặp, quản gia không hề thấy kỳ lạ. Cố Dụ Nghĩa lo lắng cho Châu Châu. Người đang ở đâu? Cố Minh Châu nhìn cái xác nằm trên giường. Trên giường có một mảnh sứ vỡ nhuốm máu, trông có vẻ như cô gái này đã dùng mảnh sứ để cắt cổ tay. Máu từ cổ tay chảy xuống quá nhiều, thấm ướt khăn trải giường. Bảo Đồng bưng đèn cẩn thận bước lên quan sát.
muốn nhìn rõ xem trên người cô gái còn vết thương gì khác không. Khám nghiệm tử thi thì phải đợi Ngũ Tác tới, nhân lúc còn chưa có ai đến, cô chỉ có thể tìm một ít manh mối đơn giản. Xét theo tình hình trong phòng và tóc tai, quần áo chỉnh tề của cô gái, trông không giống đã từng xảy ra ẩu đả hay vùng vẫy. Cố Minh Châu khom lưng vén ống tay áo của cô gái lên, quan sát kỹ cổ tay đầm đìa máu tươi của cô ta. Vẫn còn máu chảy ra từ vết thương màu đỏ tím dữ tợn, bên cạnh vết thương dài màu đỏ tím ấy, vẫn có một số vết sẹo lớn nhỏ khác. Từ cổ tay đến khuỷu tay tính ra khoảng hơn mười mấy vết thương là vết sẹo để lại sau nhiều lần bị cứa. Cố Minh Châu nghe bên ngoài có tiếng người trò chuyện cùng quản gia. Bảo Nhi nói thấy Chân cô nương ho khan, mời đại tiểu thư đến xem bệnh cho Chân cô. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy tình cảnh như thế rồi. Chân cô xưa nay không thích trò chuyện với người khác, cũng không phải lúc nào cũng ở đây. Có khi vài tháng trời chẳng thấy bóng dáng đâu. Tuổi còn trẻ, rốt cuộc là nghĩ quẩn gì chứ? Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng, Bảo Đồng biết ý lập tức tìm sang cánh tay còn lại của Chân cô. Nào ngờ vén ống tay áo lên lại phát hiện bên trong tay áo trống rỗng. Chân cô mất một cánh tay. Chuyện này có thể giải thích được tại sao Chân cô còn trẻ mà lại ở trong an tế viện. Nhưng rốt cuộc làm sao cô ta làm bản thân bị thương được? Cố Minh Châu cảm thấy nên về hỏi Bảo Nhi cho kỹ. Nếu Bảo Nhi đã nhắc nàng tới đây thì chắc chắn là cậu bé lo lắng cho tình hình của Chân cô. Nếu như Bảo Nhi biết được điều gì đó, sau khi nghe được tin tức, phản ứng trong vô thức của cậu bé sẽ là quan trọng nhất. Nghĩ tới đó, Cố Minh Châu liền nhanh chóng bước ra ngoài. Đại tiểu thư, sao người vẫn còn ở trong phòng? Mọi người nhìn thấy người chết đều vội vàng đi bẩm báo cho quản gia trong viện tử, cứ nghĩ Cố đại tiểu thư đã được người bảo vệ rời đi từ lâu. Cố Minh Châu nhấc váy lên chạy trong an tế viện, giống như đã bị dọa sợ vậy. Nàng chạy thẳng từ viện tử nơi các nữ quyến ở đến trước căn phòng mà Bảo Nhi đang dưỡng thương. Bảo Nhi vừa uống thuốc xong, đang tựa vào lòng cha nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân, sau đó nhìn thấy vị đại tiểu thư chữa trị vết thương cho mình quay trở lại. Chết rồi! Tiêu Trọng đang định nói chuyện với Cố đại tiểu thư thì nghe thấy vị tiểu thư ấy thông báo. Cái gì? Tiêu Trọng vừa lên tiếng hỏi, liền cảm thấy Bảo Nhi bên cạnh mình đột nhiên túm chặt lấy ông, sau đó dường như bị hoảng sợ, cậu bé có rúm người lại trong lòng ông. Chương 332. Tiêu Trọng vỗ lưng Bảo Nhi một cái để an ủi cậu bé. Một tiếng sấm nổ vang chân trời, mưa gió lại lớn hơn, đến Tiêu Trọng cũng cảm thấy hơi lạnh. Tiêu Trọng nhìn Cố Minh Châu và Bảo Đồng. Người mà đại tiểu thư nói là ai? Bạn nãy đại tiểu thư đi xem bệnh cho Chân cô, chẳng lẽ là nói đến Chân cô sao? Bảo Đồng nói. Chân cô qua đời rồi. Giọng Bảo Nhi yếu ớt. Chết rồi. Giống như đang nhắc lại lời của Bảo Đồng, lại như đang lẩm bẩm một mình. Tiêu Trọng thở dài. Có phải là đến quá muộn không? Nếu ban nãy Bảo Nhi không nhắc đến thì ta cũng không biết Chân cô đổ bệnh. Nếu sớm biết chuyện thì ta đã cho người đến chăm sóc tốt hơn. Chân cô qua đời không phải do bệnh nặng. Bảo Đồng ngắt lời Tiêu Trọng. Cô ấy... Tuy Bảo Đồng không nói rõ ra nhưng ánh mắt cô rất khác lạ. Có vẻ như Tiêu Trọng đã nhận ra điều gì đó. Lông tơ trên người ông dựng đứng. Tiêu Trọng nói. Vậy cô ấy... Cố Minh Châu vẫn nhìn Bảo Nhi trong lòng Tiêu Trọng từ bấy đến giờ. Bảo Nhi nghe thấy lời này thì càng nắm chặt tay hơn. Nhưng dường như cậu bé muốn xác định điều gì đó nên thấp thỏm quay ra nhìn Bảo Đồng. Bảo Đồng gật đầu. Lúc ta và đại tiểu thư vào thì thấy trên giường có rất nhiều máu. Tay của Chân cô bị rạch một đường, máu chảy hết cả ra ngoài. Cô ấy đã chết từ rất lâu trước đó rồi. Dường như Tiêu Trọng nhìn thấy khung cảnh đó, ông ngẩn ngơ một lúc lâu mới hoàn hồn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Là cô ấy nghĩ quẩn hay là bị người ta... Nhưng mà quản sự trong viện đã báo quan chưa? Bảo Đồng gật đầu. Đã báo quan rồi. Sau khi nghe được trạng thái lúc chết của Chân cô, Bảo Nhi tỏ ra căng thẳng hơn rất nhiều. Khuôn mặt cậu bé lại chôn vào lòng Tiêu Trọng một lần nữa. Một hồi lâu sau vẫn không nói năng gì. Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng. Bảo Đồng hiểu ý bước lên trước một bước. Bảo Nhi, em biết tại sao Chân cô lại chết không? Tiêu Trọng vô cùng bất ngờ. Không ngờ người nhà họ Cố lại hỏi Bảo Nhi. Sao mà Bảo Nhi biết được chuyện này chứ? Ông đang định trả lời hộ Bảo Nhi thì cảm thấy cánh tay đau nhói. Là tay Bảo Nhi bấm vào thịt ông. Bình thường Bảo Nhi rất bạo dạn, thường xuyên chạy qua chạy lại trên nóc an tế viện. An tế viện có người chết, Bảo Nhi còn sắp lại gần để xem. Hôm nay thằng bé làm sao vậy? Bảo Nhi, rốt cuộc còn làm sao thế? Sắc mặt Bảo Nhi trắng bệch, giống như là đang tự lẩm bẩm một mình. Con không biết, con không nhìn thấy gì cả, con không biết. Tiêu Trọng nhíu mày, nếu Bảo Nhi không biết thì thằng bé sẽ không nói ra những lời này.
Tiêu Trọng nghĩ xem nên hỏi Bảo Nhi như thế nào thì bên ngoài vang lên giọng của Cố Dụ Nghĩa. Đại tiểu thư đâu? Có ở trong phòng không? Cố quản gia mở cửa, Cố Dụ Nghĩa bước vào. Ánh mắt ông quét một vòng quanh phòng rồi nhìn Cố Minh Châu. Thấy Cố Minh Châu bình yên vô sự, đôi lông mày đang nhíu chặt của Cố Dụ Nghĩa mới hơi giãn ra. Hầu gia, lại một giọng nói vang lên. Tiếp sau đó Đàm Tam gia cũng bước vào phòng. Bảo Nhi đang vùi trong lòng Tiêu Trọng nhìn thấy Đàm Tam gia, sắc mặt cậu bé càng trắng bệch, cả người bắt đầu không chịu được khống chế mà run lên. Dường như Đàm Tam gia không phát hiện ra những điều này, y nói tiếp, đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, ngài nên cùng nữ quyến về trước đi. Môi Bảo Nhi đã tím ngắt, cậu bé co rúm lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Kỳ lạ, Cố Minh Châu nhìn Đàm Tam gia đang đứng ngoài cửa, tại sao Bảo Nhi lại sợ Đàm Tam gia đến vậy? Cố Dụ Nghĩa gật đầu nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu theo cha về nhà thôi. Cố Minh Châu ngoan ngoãn đi theo sau lưng Cố Dụ Nghĩa. Bảo Đồng tiến lên giúp Cố Minh Châu mặc áo tơi, đội nón. Đàm Tam gia hiểu lễ mà đứng ở một bên, không nhìn Cố đại tiểu thư. Tiêu Trọng cũng đứng dậy tiễn họ, nhưng ông vừa mới cử động thì phát hiện Bảo Nhi nắm chặt vạt áo ông không buông. Không cần phải tiễn đâu, chăm sóc cậu bé cho tốt đi, Cố Dụ Nghĩa nói. Tiêu Trọng vội vàng khom lưng cảm ơn. Cố Dụ Nghĩa không nói gì nữa, dẫn Châu Châu ra khỏi phòng. Đàm Tam gia cũng đi theo họ. Trong phòng không còn người ngoài nữa, lúc này Tiêu Trọng mới hỏi Bảo Nhi. Bảo Nhi, con làm sao vậy? Có phải con biết chuyện gì không? Con đã đến viện của nữ quyến ư? Bảo Nhi trong chăn không chịu nói gì, chỉ có người trong ổ chăn mở to đôi mắt. Trong tĩnh lặng cứ như có một bàn tay có thể vươn đến khiến cậu bé trở thành chăn cổ bất kỳ lúc nào. Cố Dụ Nghĩa đưa Châu Châu lên ngựa. Cố chịu đựng, chúng ta sẽ về đến nhà nhanh thôi. Cố Dụ Nghĩa nói rồi quay người rời khỏi xe. Cha! Giọng nói trong trẻo vang lên. Cố Dụ Nghĩa quay đầu thì thấy đôi mắt to của Châu Châu đang nhìn ông cứ như là có gì muốn nói. Cố Dụ Nghĩa hiểu ý mà khom lưng xuống. Châu Châu nhẹ nhàng nói bên tai Cố Dụ Nghĩa. Cha! Hình như Bảo Nhi rất sợ hãi. Cố Dụ Nghĩa nhất thời không hiểu được ý của con gái. Bảo Đồng tiếp lời. Hầu gia, thật đấy ạ. Có thể Bảo Nhi biết chuyện gì đó. Đầu tiên là bảo đại tiểu thư đi xem bệnh cho chăn cô. Nghe thấy tin chăn cô đã chết, cậu bé lại như muốn nói cái gì đó. Ban nãy Đàm Tam gia vào cửa, Bảo Nhi liền sợ hãi. Có khi nào... Sắc mặt Cố Dụ Nghĩa thay đổi rất nhanh. Sau đó đã khôi phục lại vẻ bình thường. Trẻ con nghe nói có người chết nên sợ mà thôi. Đừng nghĩ lung tung. Những chuyện thế này nên để cho nha môn xử lý. Bảo Đồng đang muốn nói gì, Cố Minh Châu lại gật đầu, ôm chặt lò sưởi trong tay mình. Cố Dụ Nghĩa nhảy xuống xe ngựa, dường như không đặt lời nói của con gái và Bảo Đồng vào trong lòng. Ông nhận lấy dây cương trong tay đầy tớ, rồi lật người lên ngựa, bảo vệ xe, rời khỏi An Tế Viện. Đàm Tam gia vẫn luôn đứng ngoài cổng An Tế Viện, cho đến khi xe ngựa nhà họ Cố khuất bóng, y mới quay đầu nhìn phòng dưỡng thương của Bảo Nhi. Đi nói với thúc phụ một tiếng, Cố hầu gia đi rồi, mời thúc phụ về phủ sớm, lát nữa còn phải lên chiều. Bảo thúc phụ yên tâm, chuyện ở đây cứ giao cho ta xử lý. Đàm quản gia nghe thấy thì đáp một tiếng, nhanh chóng đi đến sân viện. Đàm Tam gia quay đầu, ánh đèn trong phòng Bảo Nhi đã tắt. Bảo Nhi không thể ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là cậu bé có thể nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt và tiếng cầu xin của chăn cô. Cầu xin ngài, ta không muốn chết. Nhưng chăn cô vẫn chết. Cậu bé sẽ không nói ra chuyện này, nếu không người tiếp theo phải chết chính là cậu bé. Tiêu Trọng ra ngoài lấy nước, trong phòng dần dần yên tĩnh lại. Bảo Nhi muốn thò đầu ra xem tại sao cha đi mãi mà chưa về. Cháu tên là gì? Bảo Nhi ư? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Cả người Bảo Nhi cứng lại, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi. Bảo Nhi, sao chân cháu bị thương vậy? Cháu ở trên nóc nhà hôm ấy đúng không? Ta hét một tiếng cháu liền sợ hãi mà trốn mất. Cháu nghe thấy gì rồi? Bảo Nhi run như cầy sấy. Cháu không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết. Bảo Nhi cảm thấy chăn bị người khác mở ra. Ta biết cháu nghe thấy rồi, thế nên cháu mới bảo Cố đại tiểu thư đi thăm chăn cô đúng không? Bảo Nhi sợ hãi mà mở to mắt, khuôn mặt Đàm Tam gia hiện lên trước mặt cậu bé. Chương 333, chống lưng. Ánh đèn lờ mờ lắc lư, một bóng đen bao trùm toàn bộ thân thể nhỏ bé của Bảo Nhi. Bảo Nhi không thể kìm nén nổi nữa, cậu bé mở miệng hét lớn nhưng tiếng hét chói tai ấy chưa truyền ra ngoài thì đã bị người ta bịt miệng lại. Bảo Nhi cố gắng giãy giụa, không thể quan tâm đến vết thương trên chân, vùng vằng tay chân, hòng thoát khỏi bàn tay của Đàm Tam gia. Nhưng dẫu sao cậu vẫn chỉ là một đứa bé, chỉ dãy dụa hai cái đã bị giữ chặt chân.
Đang lúc Bảo Nhi không biết làm thế nào thì thấy Đàm Tam Gia thò tay vào ngực. Bảo Nhi mở to mắt. Chắc Đàm Tam Gia muốn lấy vũ khí giết cậu bé rồi. Trong cơn sợ hãi, Bảo Nhi sắp sợ đến ngất xỉu thì may thay, lúc này cửa phòng bị mở tung. Đàm Tam Gia nghe thấy tiếng động thì ngưng động tác lại. Y quay đầu nhìn cửa phòng, chỉ thấy vài nha sai bước vào. Đàm Tam Gia ngẩn người ở đó. Bảo Nhi nhân cơ hội này mà cắn thật mạnh vào tay y. Đàm Tam Gia bị đau liền thả tay ra. Bảo Nhi vừa hét vừa trốn sang một bên. Cứu mạng! Ông ta muốn giết người! Ông ta! Phùng An Bình đi tới trước mặt Bảo Nhi còn đang run rẩy. Người đâu? Bắt kẻ này lại! Đàm Tam Gia nhìn Phùng An Bình rồi lại nhìn Bảo Nhi đang sợ đến biến sắc. Vẻ mặt y hơi ngỡ ngàng. Hiển nhiên là không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Trong nháy mắt, nhà sai đã bao vây Đàm Tam Gia lại. Đàm Tam Gia nhìn đám người Phùng An Bình, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Các ngươi là người của Phủ Thuận Thiên. Ta là Đàm Tử Canh, tổng kỳ hậu vệ phủ quân. Hôm nay thúc phụ ta đến An Tế Viện giúp đỡ, phát hiện ra trong phủ An Tế Viện có người qua đời, cho nên cho người báo phủ nha Thuận Thiên. Thi thể đó không ở đây, các ngươi theo ta đến hậu viện đi. Phùng An Bình không để ý đến Đàm Tam Gia, tiến lên mấy bước nhìn Bảo Nhi thấp giọng hỏi. Ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Có bản quan ở đây, cháu cứ nói thật đi. Nước mắt nước mũi Bảo Nhi chảy ròng ròng, sắc mặt hoảng hốt. Nhìn thấy Phùng An Bình mặc quan phục thì lập tức nhào tới. Đại nhân, Đàm Tam Gia muốn giết cháu. Đàm Tam Gia nghe đến đây thì sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bảo Nhi, có phải là cháu lầm rồi hay không? Ta chỉ muốn hỏi cháu hai câu. Bản nãy cháu chạy lung tung, ta sợ vết thương trên chân cháu rách ra cho nên mới giữ cháu lại. Sao ta có thể giết cháu chứ? Bảo Nhi không dám nhìn Đàm Tử Canh. Phùng An Bình nhìn mấy nhà sai kia. Lục soát xem, trên người hắn có vũ khí gì không? Ánh đèn trong phòng đung đưa, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt Đàm Tử Canh khiến mặt y trở nên âm u. Thấy nhà sai trước mặt tiến tới, Đàm Tử Canh lập tức nhíu mày nói. Để ta xem, kẻ nào dám vô lễ. Dù là nha môn Phủ Thuận Thiên, cũng không thể bất chấp tất cả mà lục soát người khác thế này được. Ta cũng là quan viên triều đình, sao cho phép các ngươi càn rỡ thế này? Lúc này Tiêu Trọng bưng bát cháo ngô vừa nấu xong vào phòng. Tình cảnh trước mặt khiến ông ngẩn người. Lúc ông đi thì chỉ có Bảo Nhi nằm trên giường. Sao người của phủ nha lại ở đấy? Hơn nữa nhà sai còn bao vây Đàm Tam Gia nữa. Chuyện gì thế này? Tiêu Trọng hỏi. Cha! Bảo Nhi gọi Tiêu Trọng. Tiêu Trọng đặt bát cháo ngô xuống bước nhanh về phía cậu bé. Phùng An Bình thả Bảo Nhi ra, quay sang hỏi Tiêu Trọng. Ông đi đâu vậy? Tiêu Trọng nói. Lúc tôi ra ngoài thì gặp được quản sự của nhà họ Đàm. Quản sự nói phòng bếp nấu cháo ngô, bảo tôi lấy một bát về cho Bảo Nhi. Tôi ra phòng bếp thì cháo vẫn chưa nấu xong, thế nên tôi ở lại đấy đợi một lúc. Tiêu Trọng nói xong liền hỏi Bảo Nhi. Bảo Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không đợi Bảo Nhi lên tiếng, Phùng An Bình nhìn Đàm Tam Gia nói. Con trai ông nói có người muốn giết cậu bé. Ái! Người hiền lành như Tiêu Trọng căng thẳng đến mức đứng thẳng lưng. Bảo Nhi, con nói là ai? Ai muốn giết con? Bảo Nhi nhanh chóng liếc nhìn Đàm Tam Gia. Là ngày ấy giết chân cô rồi còn định giết con. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này Bảo Nhi không thể chịu nổi nữa mà khóc òa lên. Tiêu Trọng kinh ngạc nhìn Đàm Tam Gia, ông thực sự không thể tin vào tai mình. Người nhà họ Đàm giết chân cô rồi còn muốn giết chết Bảo Nhi, sao có thể thế được? Cháu nói lại lần nữa, Phùng An Bình nói. Hắn giết ai? Chân cô! Trước đó cháu nghe thấy Đàm Tam Gia nói muốn giết chân cô sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Sau đó Tam Gia phát hiện ra cháu sợ quá bèn bỏ chạy, thế nên mới ngã từ trên nóc nhà xuống. Và nãy Đàm Tam Gia đến hỏi cháu có phải cháu đã nghe lén cuộc trò chuyện của ngài ấy với chân cô không. Ngài ấy biết cả rồi, chắc chắn chân cô do ngài ấy giết, giờ ngài ấy muốn giết cả cháu. Phùng An Bình nói tiếp. Cháu nghe Đàm Tam Gia với chân cô nói những gì, cháu kể lại toàn bộ không sót một chữ nào cho ta nghe đi. Bảo Nhi nhìn Phùng An Bình căng thẳng mà liếm môi. Đàm Tam Gia nói, bây giờ trong kinh đầu đầu cũng đang bắt thương nhân buôn lậu. Nếu để ngày ấy nghe thấy có lời ra tiếng vào, thì chắc chắn ngày ấy sẽ giết chết chân cô. Chân cô nói, dù cô ấy có chết thì cũng không nói ra bất kỳ chuyện gì bất lợi cho nhà họ Đàm. Cầu xin Đàm Tam Gia tha mạng cho cô ấy. Đàm Tam Gia bắt chân cô lập tức phải rời khỏi kinh thành, không bao giờ được quay lại nữa. Chân cô không chịu, Đàm Tam Gia liền đá vào vai chân cô một cái. Cho đến giờ Bảo Nhi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt hung ác kia của Đàm Tam Gia. Y là con người khác hẳn so với Đàm Tam Gia thường ngày dịu dàng hòa ái, luôn hỏi han ân cần. Sắc mặt Đàm Tam Gia đột nhiên trở nên tái nhợt.
Phùng An Bình nhìn Đàm Tam Gia. Cậu bé này nói có thật không? Ánh mắt Đàm Tam Gia sâu xa. Mấy hôm nay ta không đến An Tế Viện, cũng không nghe đến tên chăn cô kia. E là cậu bé này nhìn lầm rồi. Vậy tại sao ngài lại đến đây? Phùng An Bình lại hỏi dồn. Ban nãy ngài nói đến tìm cậu bé này hỏi vài câu. Ngài hỏi chuyện gì? Ánh mắt Đàm Tam Gia càng sâu hơn, y vẫn không chịu trả lời. Phùng An Bình nói, cậu bé nói ngài đá vào vai chăn cô, chắc hẳn có thể thấy được vết tích trên người chăn cô. Phùng An Bình dặn dò nha sai, lưu lại dấu giày của Đàm Tổng Kỳ, rồi mang đi cho Ngũ Tác so sánh. Đàm Tổng Kỳ hãy nói rõ ràng những hôm nay đã đi đâu, ta sẽ dẫn người đi điều tra. Đàm Tổng Kỳ yên tâm, Phù Thuận Thiên từ trước tới nay vẫn luôn công chính, chắc chắn sẽ không để Đàm Tổng Kỳ bị oan đâu. Đương nhiên nếu quả thật Đàm Tổng Kỳ đáng nghi thì mời Đàm Tổng Kỳ đến nhà môn một chuyến để bẩm báo rõ với tri phủ đại nhân. Phùng An Bình cảm thấy mấy câu này của bản thân vô cùng có khí phách, có vài phần phong phạm của thầy. Y cố gắng không nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nếu là ngày thường thì y nào dám nói những câu này, chỉ vì trên đường đến An Tế Viện gặp được Hoài Viễn Hầu. Hoài Viễn Hầu dặn dò y đến đây và đồng ý sẽ phối hợp với y. Lần đầu tiên Phùng An Bình cảm thấy bản thân lại to lớn đến vậy, cho dù trời có sập xuống y cũng không sợ. Đã có Hoài Viễn Hầu đỡ thay y rồi, y tin tưởng Hầu gia. Tuy rằng họ là thân thích, có bắn đại bác cũng không tới, nhưng dù sao cũng là máu mủ với nhau. Nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn Hầu gia sẽ không đỏ mặc y không quan tâm. Chỉ cần trong phòng có động tĩnh, Hầu gia sẽ nhảy từ cửa sổ hoặc từ đâu đó xông thẳng vào. Nhà sai lấy một tờ giấy để in dấu giày của Đàm Tam gia. Dù hai hôm nay Đàm Tam gia có thay giày thì kích cỡ giày cũng sẽ không thay đổi, dấu giày chắc chắn có tác dụng. Nhà sai quỳ xuống định nắm lấy chân của Đàm Tam gia. Đàm Tam gia lại đá nhà sai kia ra. Những nhà sai còn lại thấy vậy liền lập tức tiến lên. Đang lúc giằng co thì một giọng quát hỏi vang lên, các người đang làm gì? Sau đó Đàm Định Phương sầm mặt bước vào phòng. Thúc phụ, Đàm Tam gia nói, người của nha môn Phủ Thuận Thiên muốn bắt cháu đi thẩm vấn. Đàm Định Phương nhìn Bảo Nhi đang giúp trong lòng tiêu trọng, ta đã nghe thấy lời của cậu bé ấy rồi, hai hôm nay cháu có gặp chăn cô và nói những lời ấy không? Đàm Tam gia mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì. Đến ta mà cháu cũng không chịu nói. Đàm Định Phương nhíu mày. Đàm Tam gia trầm mặc một lúc mới nói, cháu không giết người, xin thúc phụ hãy tin cháu, dù có xảy ra gì đi chăng nữa thì cháu cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu không làm thì đến nha môn Phủ Thuận Thiên nói cho rõ ràng, Đàm Định Phương nói, nếu cháu phạm pháp thì chắc chắn nhà họ Đàm sẽ không bao che. Đàm Tam gia nuốt nước bọt, cuối cùng cũng ngẩng đầu. Chuyện hôm nay e là có người cố ý hãm hại nhà họ Đàm chúng ta. Chuyện như thế này đã không phải là lần đầu tiên, cháu có thể đến nha môn Phủ Thuận Thiên, thúc phụ nhất định phải cẩn thận, đừng để trúng kế của đám người đó. Khi Đàm Tam gia nói xong, Phùng An Bình sợ đêm dài lắm mộng nên dặn dò nha sai, khiêng thi thể, dẫn quản sự của viện và Đàm Tổng Kỳ về nha môn. Phùng An Bình dẫn người rời khỏi An Tế Viện, lúc này mưa đã dần tạnh, nhân lúc bên ngoài không có ai chú ý đến, Phùng An Bình gọi hai tiếng vào trong bóng tối. Hầu gia, Hoài Viễn Hầu gia, Cố Hầu gia, cứu cứu. Không có ai trả lời Phùng An Bình, trong lòng y lạnh ngắt. Chẳng lẽ Hầu gia không ở đây để chống lưng cho y? Hầu gia lừa y sao? Cố Minh Châu tắm rửa sạch sẽ xong lên giường nằm. Chuyện tối nay hơi kỳ lạ, hình như mọi chuyện đều quá mức thuận lợi. Cụ thể rốt cuộc có vấn đề nằm ở đâu, nhất thời nàng không thể làm rõ được, chỉ đành đợi trời sáng, cử Liễu Tô đi nghe ngóng rõ ràng thôi. Có vài điểm đáng nghi cần phải điều tra rõ ràng. Chân cô chỉ có một cánh tay thì tự sát thế nào? Chắc chắn đằng sau chân cô có bí mật, nếu không cô ta sẽ không bị diệt khẩu vào lúc này. Chương 334, Trúc Thọ. Lâm phu nhân nghe được chuyện xảy ra ở An Tế Viện thì không sao ngủ nổi. Bà không thể ngờ được Hầu gia và Châu Châu ra ngoài một chuyến lại mang về tin tức thế này. Đàm Tam gia là hung thủ thật sao? Lâm phu nhân không nhịn được mà hỏi. Cố Dùng Nghĩa nói, giờ mới chỉ đưa Đàm Tam gia về nha môn hỏi chuyện thôi. Ngộ Tác còn chưa khám nghiệm tử thi, nha môn phải thẩm tra rõ ràng. Chỉ dựa vào lời nói của một đứa bé thì không thể coi là chứng cứ được. Huống chi đứa bé ấy cũng chỉ mới nghe thôi, không nhìn thấy Đàm Tử Canh ra tay giết người. Lâm phu nhân nghe vậy thì thấy hơi lạnh, bà ôm chặt lò sưởi trong tay. Vậy Hầu gia nghĩ thế nào? Cố Dùng Nghĩa trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, không dễ nói, vẫn nên đợi đến khi điều tra rõ ràng đi. Phùng An Bình gửi tin tới, Đàm Tử Canh nói nhà họ Đàm bị người khác hãm hại. Lúc Đàm Tử Canh đến nha môn còn dặn dò Đàm Định Phương cẩn thận, đừng để rơi vào cái bẫy của người khác giăng ra. Thế nên rốt cuộc nhà họ Đàm là đen hay trắng, ông cũng không rõ. Ngủ đi, Cố Dùng Nghĩa ôm Lâm phu nhân. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện cần nàng lo liệu.
không thể đến nhà họ Ngụy dự tiệc với khuôn mặt tiều tụy được. Lâm phu nhân gật đầu, quay người nhắm mắt lại. Ta biết nàng sợ Hẻm Hoa Sen trách ta, Cố Sùng Nghĩa nói. Chuyện của Đàm Tử Canh không liên quan đến người khác. Nếu y có thể nói rõ, thực sự trong sạch thì ta sẽ đến nhà họ Đàm vì Hẻm Hoa Sen một chuyến. Môn đăng hộ đối đương nhiên quan trọng, nhưng nhân phẩm càng không thể qua loa được. Đã nói đến đây, Cố Sùng Nghĩa liền nhắc đến Thôi Vị. Ta từ chối Thôi Vị không chỉ vì bệnh tình của Châu Châu, mà cũng vì Lâm Thái Phu Nhân quá biết tính toán. Bề ngoài Thôi Vị khiêm tốn nhã nhặn nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự hung hãn. Sự hung hãn này nếu dùng trong quân doanh thì tương lai chắc chắn nó sẽ có một ít thành tựu. Ta chỉ sợ nó dùng vào việc khác thôi. Lâm Phu Nhân nghe thấy vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Sùng Nghĩa. Hầu gia cảm thấy tính tình Thôi Vị không tốt ư? Cố Sùng Nghĩa nói. Lúc lão hầu gia qua đời, tuy Thôi Vị không lớn nhưng chắc hẳn cũng biết rõ nội tình. Vậy mà những năm nay nó lại chẳng hề nhắc tới nửa lời. Chuyện năm ấy của Lâm Tự Chân bị vạch trần, nàng nói Thôi Trinh hoảng loạn đến tìm nàng tâm sự. Nhưng Thôi Vị thì sao? Gặp phải quân phản loạn trên đường từ phủ Thái Nguyên về kinh thành, bỏ rơi nàng và mọi người là chủ ý của Lâm Thái Phu Nhân sao? Thôi Vị dẫn quân nhiều năm như vậy, sao có thể nghe giám sát lời của mẹ mình được? Trong hai huynh đệ này, Thôi Vị không thể bằng được Thôi Trinh. Nếu nhà họ Thôi không có Thôi Trinh gánh vác thì sao được như ngày hôm nay? Lúc Thôi Vị vào cửa, nó tràn ngập oán hận với đại ca của mình. Tuy Thôi Vị nói là vì hôn sự này nhưng ta cảm thấy giữa huynh đệ chúng nó đã có rạn nứt chứ không đơn giản chỉ là như vậy. Lâm Phu Nhân không ngờ được trong thời gian ngắn mà hầu gia có thể nhìn ra được nhiều điểm kỳ lạ giữa huynh đệ nhà họ Thôi đến vậy. Nói vậy thì hầu gia thực sự đã cân nhắc rồi sao? Chuyện gì? Hôn sự của Châu Châu ấy. Lâm Phu Nhân nói, Châu Châu đã là đại cô nương rồi. Liệu có ngày nào đó ta và hầu gia sẽ phải lo lắng về chuyện này không? Giờ phu nhân đã lo lắng rồi. Dù có một ngày phải gả Châu Châu đi thì cũng phải tìm một người có phẩm hạnh đoan chính, có thể một lòng một dạ đối xử với Châu Châu. Lâm phu nhân không nhịn được mà hỏi, sao đột nhiên hầu gia lại nghĩ như vậy? Châu Châu lớn rồi, chuyện Châu Châu có thể làm được không chỉ là những chuyện ta và nàng tưởng tượng. Châu Châu thấy thi thể cũng không sợ hãi, còn có thể nhìn ra Bảo Nhi sợ Đàm Tử Canh. Điều này có thể thấy trong lòng Châu Châu đã có suy nghĩ của bản thân, chứ không còn là một đứa bé mặc người khác sắp xếp nữa. Trời tờ mờ sáng, mưa cũng đã tạnh. Xe ngựa của Hẻm Hoa Sen vừa dừng trước phủ Hoài Viễn Hầu, quản sự lập tức ra đón. Cố Minh Uyển vén rèm, vội vàng nhìn ra bên ngoài. Lão phu nhân và đại tiểu thư của chúng tôi đến nhà họ Ngụy dự tiệc rồi, hôm nay không có ở nhà. Cố lão phu nhân hỏi, vậy hầu gia đâu? Quản sự đáp, hầu gia đến nha môn rồi, cũng không có ở nhà. Cố Minh Uyển nắm chặt tay, cố lão phu nhân chán nản nói, vậy mà chúng ta lại đến. Cố Minh Uyển buông rèm xuống mắt đỏ lên, tổ mẫu, làm thế nào bây giờ ạ? Cha ra ngoài từ sớm, đúng lúc gặp được Đàm Tam gia bước ra khỏi nha môn phủ Thuận Thiết thì mới biết được chuyện xảy ra tối qua. Một nữ tử chết trong an tế viện nên đổ tội lên đầu Đàm Tam gia. Sao Đàm Tam gia có thể làm người như vậy được? Nhà họ Đàm cả ngày trăm năm an tế viện, sao lại rước họa vào thân vậy? Cố Minh Uyển muốn kêu oan cho Đàm Tam gia. Nghe nói hôm qua bá phụ cũng ở an tế viện. Cô ta và tổ mẫu bèn đến đây nghe ngóng tin tức. Ai ngờ lại chẳng có ai ở nhà. Ta đã nói hôm nay họ phải đến yến tiệc của nhà họ Ngụy rồi. Thế này chẳng phải là tòi công một chuyến sao? Cố lão phu nhân an ủi Cố Minh Uyển. Cháu không cần lo lắng quá đâu. Nếu có chứng cứ xác đáng thì sao nhà môn có thể thả Đàm Tam gia ra ngoài chứ? Chuyện còn con thế này, Đàm Thượng Thư ra mặt thì sẽ được giải quyết nhanh thôi. Tổ mẫu nói có lý, nhưng Cố Minh Uyển vẫn không yên tâm. Nếu nhẹ nhàng như thế thì Đàm Tam gia sẽ không nói những lời kia với cha. Bảo cha ra ngoài làm ăn thì phải cẩn thận, tốt nhất là ngừng lại một khoảng thời gian đã. Bình thường Đàm Tam gia ít nói, chưa bao giờ nói nhiều với cha đến vậy. Nếu không phải chuyện quan trọng thì chắc chắn ngày ấy sẽ không mở miệng. Cố Minh Uyển càng nghĩ càng thấy chuyện không đơn giản. Chương 335 lén lút vụng trộm. Điền cung nhân được quản sự đưa vào phòng khách, nhìn thấy Lý Thái phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, Điền cung nhân lập tức khom lưng hành lễ. Lý Thái phu nhân cười nói, lâu lắm rồi không gặp Điền cung nhân, dạo này mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Điền cung nhân lập tức nói, nhờ phúc của ngài, trong nhà đều bình an cả. Ngụy đại nãi nãi Trương thị lập tức rót trà mời Điền cung nhân. Mẹ Trương thị, Trương đại phu nhân cười nói với Điền cung nhân, mấy hôm trước nghe nói bà không khỏe, ta còn nghĩ hôm nay bà sẽ không đến cơ. Điền cung nhân nói, chỉ là cảm lạnh thôi, nằm ở nhà 2 ngày là khỏi hẳn rồi.
Bạch Cung Nhân và Bạch Kính Khôn xảy ra chuyện. Bà với lão gia nhớ tới vài chuyện năm xưa, khó tránh khỏi trong lòng không được yên ổn. Cũng không biết vụ án này sẽ được điều tra tiếp hay là đến chỗ Viên Chi Hành là kết án nữa. Điền Cung Nhân bưng trà lên uống. Lần này đến nhà họ Ngụy, bà phát hiện ra tâm trạng Lý Thái Phu Nhân rất tốt, mặt mày đỏ hồng, tràn ngập ý cười. Là do Ngụy Tam gia điều tra ra vài vụ án hay là nhà họ Ngụy có chuyện mừng? Nhà họ Ngụy cũng thật lợi hại, trải qua bao nhiêu sóng gió đến vậy mà giờ lại từ từ tốt lên. Điền Cung Nhân Mỹ miên man, lão gia tử cũng muốn chấn hưng lại nhà họ Thân trở về lúc lão thái gia còn sống. Nhưng giờ nhà họ Thân chỉ có mỗi cái danh, sự vụ trong tộc lão gia cũng không thể nhúng tay vào, chỉ có thể nghe theo ý của nhị thúc phụ và đại ca. Theo lời của lão gia thì họ là kẻ phụ họa ở nhà họ Thân. Ngoài việc buổi tối vắt tay lên trán nhớ tới lời dặn của lão thái gia, tự cảm thấy có lỗi với lão thái gia thì chẳng làm được gì cả. Trương Đại Phu Nhân nói chuyện phiếm với Điền Cung Nhân. Gần đây Đông Cung bị phế, Hoàng thượng phong mấy vị hoàng tử làm thân vương, chắc chắn là bộ lễ vô cùng bận rộn. Nhà bà cũng không bị ai quấy rầy đúng không? Điền Cung Nhân gật đầu. Trương Đại Phu Nhân hỏi nhà đại bá. Đại bá là thượng thư bộ lễ, từ khi thái tử bị phế, bà không còn thấy bóng dáng của đại bá đâu, chỉ có đại tẩu là đến nhà chơi mấy lần. Điền Cung Nhân nói, đại bá không có thời gian và cũng không cho lão gia cùng đến tộc, ta cũng nhàn rỗi theo. Trước đây đại bá luôn kéo lão gia đến tộc chỉ dạy cho đám con cháu ưu tú để chúng thi vào quốc tử giám. Nếu chỉ là con cháu trong tộc thì thôi, đây còn có một số đứa trẻ xuất thân bần hàn nữa chứ. Đại bá nói chúng không được đi học thì tiếc cho tài năng của chúng. Trước giờ lão gia luôn không đồng ý đại bá làm vậy, bồi dưỡng đám học trò này chẳng phải là để chúng làm việc cho nhà họ Thân hay sao? Mười mấy năm trước, lão gia đã nhìn ra điểm tệ hại của tộc học. Nếu không phải vậy thì lão gia cũng không mời Nghiêm Sâm giúp đỡ điều tra. Tuy rằng sau này lão gia không điều tra đến cùng nữa, nhưng từ tận đáy lòng, lão gia không tán thành tiếp tục làm việc như vậy. Nhưng nhị thúc phụ và đại bá chèn ép, lão gia không thể hoàn toàn từ chối, vẫn phải làm đối phó. Bị ép buộc theo nhị thúc phụ và đại bá làm việc, tự nhiên thân và tâm đều mệt mỏi. Lão gia và Trương Đại Nhân cùng làm việc ở quốc tử giám, hai nhà thường xuyên qua lại với nhau. Lúc uống rượu say với Trương Đại Nhân, lão gia từng than phiền chuyện này. Trương Đại Phu Nhân cũng biết đôi chút nên mới hỏi thăm bà. Trương Đại Phu Nhân cười nói, bà nên thở phào một hơi mới phải, sao lại cao mày thế kia? Lần này Điền Cung Nhân đến là muốn nghe ngóng tin tức. Lão gia biết vụ án của nhà họ Bạch, nhưng cũng không thể hỏi quá thẳng, đỡ rước vạ vào thân. Trước khi bà đi, lão gia năm lần bảy lượt dặn dò, nghe ngóng được tin tức thì tốt, nhưng không nghe ngóng được cũng đừng cố, quan trọng nhất là bình an. Họ đã chứng kiến kết cục thảm thương của Nghiêm Sâm rồi, họ không muốn bị cuốn vào một lần nữa đâu. Bà đang nghĩ gì vậy? Nghe thấy giọng của Trương Đại Phu Nhân, Điền Cung Nhân sực tỉnh trong bộn bề suy nghĩ. Đang định trả lời thì bà nhìn thấy một thiếu nữ ngồi cách đó không xa ăn điểm tâm. Đôi mắt sáng long lanh của thiếu nữ lướt qua người bà, sau đó lắc lắc cái bánh đậu đỏ trong tay, tỏ ý loại bánh đó rất ngon. Đó là ai vậy? Điền Cung Nhân hỏi. Trương Đại Phu Nhân cười nói, à, đó là đại tiểu thư phủ Hoài Viễn Hầu, tên mụ là Châu Châu, chắc hẳn là bà cũng nghe đến tên rồi. Viên ngọc trên tay Hoài Viễn Hầu? Người chưa từng gặp cố đại tiểu thư cũng đã nghe qua danh xưng này rồi. Phu thê Hoài Viễn Hầu tìm thầy thuốc chữa bệnh ngốc cho con gái suốt mười mấy năm trời. Trương Đại Phu Nhân nói tiếp, Mạc Chân Nhân nhận cố đại tiểu thư làm đồ đệ, có Mạc Chân Nhân khai trí, chắc hẳn bệnh tình của cố đại tiểu thư sẽ nhanh khỏi thôi. Điền Cung Nhân gật đầu, trong phòng khách không ít nữ quyến, mọi người đều giữ phép tắc, nhiều nhất là uống trà ngồi nói chuyện, chỉ có cố đại tiểu thư là cầm bánh đậu đỏ ăn như trốn không người. Cố đại tiểu thư như vậy vừa tự nhiên lại vui vẻ, khiến người ta không thể ghét nổi. Không bị bó buộc thật, Điền Cung Nhân nói, không phải suy nghĩ và cũng không phải phiền não vì chuyện gì. Trương Đại Phu Nhân nói, lần trước bà nói tiểu cô nhà bà sắp vào kinh thành rồi. Ờ đúng thế. Điền Cung Nhân nhớ tới tiểu cô thì trên mặt xuất hiện ý cười. Triều đình mở lại thị Bách Ti Quảng Châu. Lão thái gia nhà họ Trương được bộ lại dâng tấu kiêm nhiệm chức đề cử của thị Bách Ti. Tiểu cô kia của tôi cũng coi như là khổ tận cam lai. Hôn sự của tiểu cô vô cùng trắc trở. Sau khi Nghiêm Sâm xảy ra chuyện, tiểu cô buồn bã một thời gian dài. Nhưng lúc ấy Nghiêm Sâm mất cả hai tay, tiểu cô không thể gả cho Nghiêm Sâm được nữa.
Khoảng thời gian tiểu cô buồn bã ấy, may mà có Định Ninh hầu phu nhân bây giờ đến nhà bầu bạn, tiểu cô mới dần dần vui vẻ lên. Sau đó tiểu cô và Trương phu nhân cùng nhau đi dâng hương thì gặp được đại gia nhà họ Trương đến đón muội muội. Từ đó về sau, Trương đại lão gia thường xuyên mượn cớ đến nhà hỏi thăm. Bà với lão gia đã nhìn ra, tuy nhà Trương không thể bằng được với nhà họ thân, nhưng đại gia nhà họ Trương tuấn tú lịch sự, sau mấy lần tiếp xúc, đến đại bá cũng thích hắn, lại thêm tiểu cô vô cùng đau lòng vì Nghiêm Sâm. Nếu có thể nhờ chuyện này mà có thể nghĩ thoáng hơn thì cũng coi như là không tệ. Bà cũng khuyên tiểu cô hai lần, tiểu cô cũng dần dần buông bỏ chuyện cũ mà đồng ý với hôn sự này. Sau đó tiểu cô theo nhà chồng về phía nam. Nay dưới gối đã có một trai một gái, Trương đại lão gia cũng rất biết buôn bán. Mỗi khi Tết đến đều sẽ tặng không ít đồ cho gia tộc thân thị, không ít sách vở trong tộc đều là do Trương đại lão gia tặng. Ngoài ra còn có các vật dụng như giấy, bút, mực, nghiên nữa. Năm ngoái Trương đại lão gia còn giúp đỡ gia tộc sửa học đường. Trương đại lão gia làm vậy cũng coi như giúp tiểu cô nở mày nở mặt. Trương đại phu nhân hỏi tiếp, thông gia nhà bà tám phần là thăng chức thuận lợi rồi nhỉ? Điền cung nhân gật đầu. Danh tiếng của nhà họ Trương ở phủ Quảng Châu rất tốt. Không có ai hiểu rõ thị bách tì Quảng Châu bằng lão thái gia bên thông gia của ta đâu. Ông ấy là người phù hợp nhất. Trương đại phu nhân nói, lại còn có con rể là Định Ninh Hầu nữa. Định Ninh Hầu thắng trận, tuy rằng ở nhà dưỡng thương nhưng nói cho cùng thì vẫn có tiếng nói trên triều đường. Điền cung nhân nói, Trương phu nhân không quản những chuyện này. Chưa bao giờ cô ấy bảo Định Ninh Hầu ra mặt giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Ta nghe tiểu cô nói, người nhà họ Trương cũng không đi làm phiền Định Ninh Hầu. Định Ninh Hầu dẫn quân đánh trận ở bên ngoài không dễ dàng gì, nhà họ Trương cũng không thể gây thêm phiền phức cho Định Ninh Hầu. Trương đại phu nhân cảm thán, nói vậy thì nhà họ Trương đúng là không tồi. Điền cung nhân gật đầu, người nhà họ Trương thông minh tốt bụng, lại thông thạo chuyện buôn bán. Đến lão gia cũng có bạc ở nhà họ Trương, nhờ họ buôn bán vài thứ. Khách khứa đã đến đủ, Lý Thái phu nhân mời mọi người vào bàn tiệc. Lúc này Điền cung nhân mới hoàn hồn, theo mọi người đến hậu viện. Trương đại phu nhân nhân cơ hội kéo Trương thị qua một bên. Còn bảo ta chuyện với Điền cung nhân, hỏi chuyện trong nhà bà ấy là để ta nghe ngóng chuyện gì? Trương thị lắc đầu, con cũng không biết, là đại gia nhờ con giúp đỡ. Trương đại phu nhân không hiểu gì cả, nói chuyện cả buổi mà Điền cung nhân không tiết lộ tin gì, bà cũng không biết là bà có giúp được gì không. Nữ quyến đều đi vào phòng, Cố Minh Châu cố ý đi chậm lại, đi ngang qua hòn giả sơn, nàng cố ý dừng lại. Có thăm dò được tin gì không? Giọng Ngụy Nguyên Kham vang lên ở bên kia hòn giả sơn. Cố Minh Châu cảm thấy cách gặp mặt này rất thú vị. Dưới con mắt của bao nhiêu người, người nhà họ Ngụy không thể ngờ được tam gia nhà họ lại trốn trong một cái hốc chật hẹp thế này. Nhìn độ cao của cái hốc, tám phần là Ngụy đại nhân không thể đứng thẳng lưng, không tránh được việc mất đi uy nghiêm vốn có. Chương 336: Không thể không nhận. Cố Minh Châu nhích dần về phía hòn giả sơn, nàng muốn nhìn rõ xem rốt cuộc Ngụy đại nhân đứng trong đó như thế nào. Sau đó nàng nhìn thấy Ngụy đại nhân mặc áo bào màu xanh ngọc, bên hông đeo đầy bội sức, đang cong người khom lưng đứng trong đó. Cố Minh Châu cố nhịn không bật cười thành tiếng. Ngụy Nguyên Kham nhìn thấy ý cười toáng hiện lên trong ánh mắt thiếu nữ, nàng là đang cười nhạo hắn đấy à? Bảo nàng tìm cớ ra hậu hoa viên cho cá ăn, nàng lại cứ muốn ở lại với các nữ quyến để nghe ngóng tin tức. Hắn đành tới tìm nàng nói chuyện. Từ phòng khách đến nhà chính trong nội viện chỉ có chỗ này là có thể nói chuyện được. Cố Minh Châu cảm nhận được sự trầm mặc trong hòn giả sơn. Ánh mắt Ngụy đại nhân còn lợi hại hơn cả Bảo Đồng, cái mũi lại thính. Vừa rồi nàng thầm cười trộm chắc chắn đã bị Ngụy đại nhân phát hiện ra rồi. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt nịnh nọt. Đại nhân, hôm nay ngài ăn mặc đẹp quá, bội sức đeo bên hông cũng đẹp, có điều giải kết hơi rối rồi. Rối trá, nàng hoàn toàn không hề nhìn kỹ. Ngụy Nguyên Kham cúi xuống nhìn bên hông mình. Bên ngoài miếng ngọc bội dương chi được bọc một lớp viền vàng dày, cho dù không đứng dưới ánh mặt trời cũng tỏa sáng lấp lánh. Hắn âm thầm đưa tay vuốt phẳng giải kết. Cố Minh Châu thấy mặt mũi Ngụy đại nhân đã giãn ra, thừa dịp Ngụy đại nhân vui vẻ, nàng lập tức hỏi, đại nhân đã có kết quả khám nghiệm thi thể của chăn cô chưa? Ngụy Nguyên Kham nói, trên vai trái chăn cô có vết máu bầm, vết máu đó lại trùng với dấu ủng ngắn của Đàm Tử Canh. Có điều Đại Chu có rất nhiều người đi loại ủng ngắn đó. Cố Minh Châu xác nhận lại, thế nên Đàm Tử Canh không thừa nhận vết thương trên người chăn cô có liên quan đến y à? Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, Đàm Tử Canh thừa nhận là y đạp chăn cô một phát, còn nhận từng uy hiếp chăn cô, nhưng chăn cô không phải do y giết. Trừ chuyện đó ra, y không chịu nói gì nữa.
Cho dù chăn cô không phải do Đàm Tử Canh giết chết, nhưng cái chết của chăn cô tuyệt đối không hề đơn giản. Tại sao Đàm Tử Canh lại uy hiếp chăn cô? Nội tình chuyện này Đàm Tử Canh không nói rõ. Cố Minh Châu đoán, Đàm Tử Canh sẽ không nói thật. Vụ án này không điều tra tiếp, Đàm Tử Canh tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận. Cố Minh Châu lại hỏi. Đại nhân, Ngỗ Tác có tìm thấy vết thương trong miệng chăn cô không? Lúc ấy trong phòng quá tối, nàng cầm đèn cố gắng nhìn kỹ, lờ mờ trông thấy bên mặt và khóe miệng chăn cô có vết máu, nhưng lại không thể chắc chắn là cô ta đã bị thương. Lại thêm máu từ cổ tay chăn cô bắn ra tung tóe, trước khi Ngỗ Tác triều đình tới, nàng không thể động tay động chân làm thay đổi hiện trạng của thi thể, vì thế nàng đã nhanh chân đi tìm Bảo Nhi hỏi chuyện. Ngụy Nguyên Kham nói, khóe miệng và đầu lưỡi chăn cô đều có vết thương, máu tươi trên mặt và trên cổ cô ta là bị bắn lên. Ngộ Tắc đã kiểm tra chăn nệm trên giường của chăn cô. Có người dùng một đầu chăn lau máu trên mặt cô ta, để lại một dấu tay dính máu đỏ tươi trên chăn. Nghe Ngụy đại nhân nói vậy, Cố Minh Châu hỏi lại. Thế là người dùng chăn lau mặt chính là chăn cô à? Dấu tay của người khác không dễ so sánh, nhưng cổ tay chăn cô bị cắt, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Cô ta dùng bàn tay đó làm gì? Đương nhiên sẽ để lại dấu vết rất rõ ràng. Ngụy Nguyên Kham gật đầu xác nhận. Ừ, là tự chăn cô làm. Đầu lưỡi và trong miệng có vết thương là vì chăn cô dùng miệng ngậm miếng sứ cắt tay, một lòng muốn chết nên vết thương rất cắt sâu. Cổ tay bị cắt, máu tươi lập tức phun ra, mặt chăn cô ghé sát bên cạnh nên mới bị bắn đầy máu tươi. Nói tới đây, Cố Minh Châu hơi dừng lại. Có lẽ chăn cô không muốn chết một cách quá khó coi nên đã dùng tay kéo chăn lên lau sạch vết máu trên mặt. Nói vậy là chăn cô thật sự tự sát. Cố Minh Châu lập tức nhớ tới cái chết của A Thuyền. Theo kết quả khám nghiệm thử thi của lão Ngộ Tác năm đó, vết thương trên người A Thuyền cũng giống như tự vẫn chứ không phải bị người khác làm hại. Để điều tra vụ án của A Thuyền, nàng đã tìm đến An Tế Viện. Vừa hay trong An Tế Viện cũng có người tự sát. Chăn cô và A Thuyền nhìn thì không liên quan gì đến nhau, nhưng điều trùng hợp là bọn họ đều từng ở hoặc từng đến An Tế Viện. Hai người cũng cùng có tật trên người. Hơn nữa, cả hai đều chết rất thê thảm. Một người thì cắt cổ, một người thì cắt cổ tay. Ngụy Nguyên Kham nói, ta đã cho người theo dõi Đàm Tử Canh, cũng sẽ điều tra kỹ người tên chăn cô này, xem cô ta đến An Tế Viện như thế nào. Cố Minh Châu gật đầu, mấy hôm tới, ta cũng sẽ thường xuyên đến An Tế Viện, hỏi thăm người trong viện những tin tức có liên quan đến chăn cô. Còn một chuyện nữa, Ngụy Nguyên Kham bước về phía trước một bước, ta cho người đến Thái Y Viện hỏi thăm bệnh tình của Định Ninh Hầu Trương Thị mấy năm nay. Trương Thị sinh con, sinh non mất máu nên mắc chứng huyết hư. Phủ Định Ninh Hầu từng mời Thái Y đến chẩn mạch, Thái Y đã viết rất rõ ràng trong mạch án. Cho nên ít nhất bệnh tình của Trương Thị có một phần là thật. Sau đó Trương Thị có thể lấy cái cớ này để ở trong phủ dưỡng bệnh. Ngụy Nguyên Kham vươn tay ra đưa cho Cố Minh Châu một chiếc hà bao. Trên hà bao thêu từng đóa hoa sen rất đẹp. Đại nhân, cái này... Cố Minh Châu không đưa tay nhận lấy. Ngụy Nguyên Kham nói, trong đó là mạch án của Trương Thị. Mạch án thì đưa thẳng cho nàng là được mà, tại sao lại phải bỏ trong hà bao? Thế này làm nàng nhận thì không phải, mà không nhận cũng chẳng hay. Cố Minh Châu đang do dự thì thấy cánh tay kia định thu lại, đúng là không cho nàng thời gian để suy nghĩ. Đại... Trong lúc cuống quýt, Cố Minh Châu vừa kịp thốt lên một chữ đã thấy có người đi về phía này, chính là Ngụy đại nãi nãi Trương Thị. Bảo Đồng bước lên hành lễ với Ngụy đại nãi nãi. Trương Thị mỉm cười nhìn về phía Cố Minh Châu. Hóa ra là Châu Châu ở đây, mau theo ta vào yến tiệc thôi. Nữ quyến trong nhà chính đều đã yên vị, Trương Thị mới phát hiện ra Cố đại tiểu thư không đi cùng. Các phu nhân và tiểu thư ngồi riêng, có lẽ Lâm phu nhân bên kia tưởng rằng các nàng đã chăm sóc Cố đại tiểu thư cẩn thận rồi. Thái phu nhân đã dặn dò từ trước, bảo cô đừng kiểm soát Cố đại tiểu thư quá, trong nhà không có quá nhiều quy củ. Cố đại tiểu thư cứ vui là được, thế nên cô mới buông lòng cảnh giác. Lỡ may Cố đại tiểu thư xảy ra chuyện thì biết ăn nói thế nào. Trương Thị vừa tự trách mình quá lơ là, vừa vội vàng dẫn người đi tìm. May mà nhìn thấy Cố đại tiểu thư đang đứng trong sân. Cố Minh Châu đi về phía Trương Thị. Trương Thị nhìn Cố đại tiểu thư, không biết Cố đại tiểu thư đang chơi gì ở đây. Mùa này trong vườn cành lá trơ trọi, không có cảnh sắc gì đáng xem. Bên cạnh hòn giả sơn chỉ có một cây hoa sắp rụng hết lá. Có lẽ là... sở thích của Cố đại tiểu thư không giống những người khác. Cố Minh Châu chỉ vào hòn giả sơn nói như thật, chỗ này rất đẹp. Trương Thị không khỏi bật cười. Lát nữa ta đưa đại tiểu thư đến nhà kính ngắm hoa. Cuối thu trong vườn gió rét căm căm, đứng đây lâu dễ bị nhiễm lạnh đấy.
Cố Minh Châu gật đầu, Ngụy đại nãi nãi nói rất hợp tình hợp lý, chẳng phải sắc mặt Ngụy đại nhân đang lạnh như băng đấy hay sao? Hàm bao trong tay đại tiểu thư đẹp quá. Ngụy đại nãi nãi trông thấy trong tay Cố đại tiểu thư đang cầm một chiếc hàm bao, mặt trên có thêu hoa sen vô cùng tinh xảo. Để ta giúp đại tiểu thư đeo nhé, thứ xinh đẹp thế này nhất định đừng làm mất. Đồ của nữ quyến mà không cẩn thận làm mất, nếu tìm được thì chẳng nói làm gì, lỡ may bị người khác nhặt được chỉ e sẽ gây ra phiền toái. Trường thị thầm nghĩ, đoạn nhận lấy hàm bao trong tay Cố đại tiểu thư, cẩn thận đeo lên hông cho nàng. Sợ không chặt nên còn cố ý thắt thêm hai nút nữa. Cố Minh Châu nhìn ý cười trong mắt Trương thị, vừa rồi nhìn thấy Ngụy đại nãi nãi tìm tới, trong lúc hấp tấp, tay nàng bị Ngụy đại nhân kéo một cái, đến lúc nhìn lại thì hàm bao đã nằm gọn trong tay nàng rồi, bây giờ lại bị Ngụy đại nãi nãi thắt vào ngang hông, xem ra nàng không trả lại chiếc hàm bao này được nữa rồi.